Hello, xin chào tất cả mọi người, mình là Ngày hôm nay mình sẽ tiếp tục với một chuyện cũng đã rất lâu rồi mình chưa đọc Đó là Tứ Đại Danh Bổ Phần này là về Hội Kinh Sư Phần 2, Huyết Thủ Bây giờ thì bắt đầu nhé Nhất nhập U Minh Ánh trăng vàng thê lương Giữa ánh trăng như U Linh Có một giọng nữ thê lương mùi lòng Khiến người ta rơi lệ không lạnh mà phải dùng mình. Lời ca nho nhỏ. Ánh trăng mờ, bóng đêm chìm, trong u minh phủ. Trời trăng không ánh sáng, lại thêm vô số hồn. Lời ca phiêu phưỡng qua sân vườn, lườn vườn qua khe lạch, trườn vườn qua rừng cây. Thủy chung như ngưng, mà lại không ngừng. Trong khu rừng, có một đống lửa cháy ngùn ngụt, ngụt, đứng ngồi kề đống lửa có ba người đó là ba đại hán mắt lồi râu sồn, ba thớt ngựa cật cột gần đó vó ngựa lộc cộp khô mặt đất đuôi ngựa phất phơ quay lưng đuổi đám rồi mũi quấy dày ba đại hán đó một người chăm chú nhìn cục thịt đang nướng ở trên đống lửa nhìn cùng tiễn trên lưng của gá có vẻ đang nướng vật vừa săn được một đại hán đang gặm một cục thịt vừa nướng chín nhai nhổm nhòm thích thú đại hán còn lại chắp tay gối đầu nằm ngửa mặt lên trời chừng như đang trầm tư nghĩ ngợi điều gì Đất trời im lặng, liệt hỏa phừng phừng, lời ca kia lại không ngừng lất phất. Đại hán đang ăn thịt nướng bỗng nhướng lên một bên mày dày. <laughs> Đó là một tiếng giận dữ. Khốn nạn, nửa đêm canh ba, còn hát hò quỷ ma. Nếu như để lão tử bắt được, trước hết, chơi nó cho sướng. Đại hán nướng thịt thốt lên. Kỳ lạ là lời ca làng vàng mà người thì không. Hồi nãy tôi có đi lòng vòng, bảy tám vòng quanh khu rừng này rồi tiếng càn này cũng không ngừng mà không tới thấy tới một bóng quỷ quả nhiên là tà môn tà môn chợt vỗ chát một tiếng tự đánh mình một trưởng đại hán đang ăn thịt giật mình lão tam tại sao lại tự tát mình như vậy lâu nay là không đánh lộn ra đầu ngứa ngáy hả đại hán nướng thịt lại cười mắng khốn <laughs> nạn nhà ngươi ta đập muối trong vòng bảy tám chục dặm quanh đây muối quá nhiều đi đại hán ăn thịt không nói gì một hồi lâu bỗng nhiên lại nói này lão nhị tại sao đêm nay cả đánh giống cũng không ra một cái vậy đại hán đang nằm đáp bà đang nghĩ tới một chuyện đại hán đang ăn không ngại phiền hà ừm chủ ý quái quỷ gì vậy xem người không vui không vui là buồn không buồn đại hán đang nằm ngồi dậy đại ca vậy đêm nay có làm ăn hay không đại hán đang ăn ngẩn người trong vòng bảy tám chục dặm quanh đây, nhà nào cũng không nuôi nổi một con trâu. Bọn ta đi đâu mà làm ăn được? Nguyên lai, ba đại hán đó là thiểm Tây Tam Ác, đều là cự đạo nổi tiếng của một giải thiểm Tây. Lão đại Khai Sơn Phủ, Bảo Long, Lão Nhị Tặc Công Kế, Bảo Xà, Lão Tam Xuyên Vân Tiễn, Bảo Hổ. Ba người võ công đều không tệ, không biết có bao nhiêu võ lâm cao thủ. Tiêu sư hộ vệ đã chết vì ở trong độc kế của Bảo Xà trên ám tiễn của Bảo Hồ, dưới thiết phủ của Bảo Phong. Bảo Sa ngồi dậy nói. Đại ca, Huynh có nghe nói qua về giải tương giang này có một tòa U Minh Trang hay không? Bảo Hồ nói theo. Có. Nghe nói, Minh ở đây nghĩa là sáng. Nghe nói trang chủ của U Minh Trang, Gia tài ước vạn, lại thích thu thập kim ngân châu bảo, có rất nhiều hòm dương to lớn. Bảo Long lại chậm mặt. Nhưng không được, thiểm tây tam ác, Thực ra đã ăn phải tim gấu gan báo hay sao? U Minh Trang này, Trang chủ thạch U Minh nghe nói võ công đã đạt đến cảnh giới nhập hóa. Cả cừu tí lãnh liên hoàn của đại ca cũng phải là khép nép chịu kém trong tay của y. Hiệu sinh tương giang đệ nhất nhân, đạo hạnh của ba người bọn ta, làm sao mà xứng đáng so với U Minh Sơn Trang được? Bảo xà lại lắc đầu cười. Vậy đại ca có biết, U Minh Sơn Trang hiện tại đã biến thành U Minh Sơn Trang. Mình đã biến thành Minh mù mịt hay không? Bảo Long kinh ngạc. Người nói như vậy là sao? Bảo Sa cứng cỏi đáp. Nghe nói, U Minh Sơn Trang đã gặp đại kiếp. Toàn trang trên dưới không có mấy ai thoát nạn, đều đã phụng phải độc thủ của người nào đó. Nhưng cũng không biết vì sao, nghe nói người ở trong trang ai nấy chết cũng là nhe dặn trợn mắt, chết lại cực kỳ thê thảm, máu cũng bị hút cạn, thi thể thì tàn nát. Vậy cho nên, ai ai cũng nói, U Minh Trang Minh là sáng. Có quỷ ma tụ họp đã trở thành U Minh Trang. Minh mù mịt đó. Lúc đó, tiếng ca chợt ngừng hẳn, gió lùa, ngọn lửa tắt lúc sáng lúc tối, cánh rừng dày đặc tối tăm, bảo hồ dùng, dùng mình, run dậy. Ờ, à, nhị ca, đừng có hủ nữa. Bảo xà cười. <cười> hù cái gì? Ta nghe nói, những người khiêng thi thể trong U Minh Sơn Trang ra, đều là kể tài vật trong trang, đều là không bị rơi chửi ấn. Toàn bộ đều đặt chỗ cũ. Tự hồ, không kẻ nào dám động đến. Bảo Long mừng rỡ. <laughs> đó là trong trang không có ai, ra tại U Minh trang ngàn vạn, bọn ta phải hạ thủ mới được. Bảo Xà lại lắc đầu. Ê ấy, đại ca chưa có nóng, U Minh trang đó quả thật là có đám tà môn. Một năm nay, người tính toán động đến cái trang đó như là huynh đệ bọn ta, ít ra cũng có mười mấy, hai chục người, nhưng vừa vào U Minh trang là như châu đất xuống biển, không hề có tin tức gì hết. Nghe nó nói, có người phát hiện ra thi thể đang hậu sơn của U Minh Trang bị mổ mụng, bụng móc tim, thân thể tái nhợt, trên ít hầu có hai dấu răng, cả máu cũng đã bị hút cạn đó. Nói đến đó, gió lạnh ùa qua, không khỏi dùng mình run rẩy. Bảo Long lại cười lạnh. <cười> Nhị đệ, sao đệ cũng tìm vào mấy cái chuyện tà môn, không cần biết y là người hay quỷ, trang chủ của U Minh Sơn Trang có là quỷ quái, cũng phải gươm lão tử ta đây một bộ cho một búa. Bảo xà cười. <laughs> đại ca thần uy cái người Dĩ nhiên là không sợ Lại biết những người tiến vào trong U Minh trang So với ba người bọn ta E rằng cả ba búa của đại ca chúng cũng là tiếp không nổi Huynh đệ bọn ta Đêm nay thân chinh xuất thủ Dĩ nhiên là phải khác Bất quá Bọn người đang đêm lén lút tiến vào trong U Minh Sơn trang Sức lực không bằng Không chừng cũng đã bị xài lang ăn thịt Nhưng mà những người vùng này lên lân cận vào U Minh Sơn trang khiêng đi thi thể cũng là thay phiên nhau nội tông ở trong một tháng, la lên một tiếng mà chết đi. Từ đó trở đi, U Minh Sơn Trang này đã trở thành một quỷ vật. Người sống xung quanh cũng đã dọn đi xa hết cả rồi. Chuyện U Minh Sơn Trang có quỷ hay không? Không biết là có thật hay không? Bảo Hổ run rẩy giọng Vậy, đã như vậy, bọn ta nên tránh đợt làm phiền đến U Minh Sơn Trang. Bảo lòng hét lớn. <laughs> Lão Tam, buông bỏ kim ngân châu, bảo sao mà được. Người làm ta quả thật mất mặt. Bảo xa lại nói. À, đại ca, đừng có tức giận. Nếu như tôi không dám đi, thì cũng bất tất phải đề bà tới cái trang đó trước mặt của huynh. Bất quá, bọn ta là phải tính ký từng bước trước mới được. Bảo Long cười lớn. <cười> đó mới là lão hào nhị đệ của ta. Cho dù thạch u minh này vẫn còn chưa chết, ta cũng có thể chặn y vài búa. Thắng cho dù không dễ, muốn chạy lại cũng không khó. Thế nào, lão tam, người có đi cùng không? Bảo hồ nhăn mặt. Dị vị ca ca đều đi, vậy thì làm sao mà tôi không dám? Bảo Long cười. Có thà người cũng là không có dám đi, không đi không được. Được rồi, lão nhị, Sơn Trang ở chỗ nào đây? Bảo xà chỉ chỉ tay. Thì cũng gần thôi, ở ngoài cái rừng này đấy. Bảo Long hơi hơi đại phủ ở trong tay. <laughs> được, đêm nay ta sẽ đi chém quỷ. Hừ, hừ, một búa một con. Hờ, bọn tái lên ngựa đi thôi. Ba người cưỡi ngựa phóng như bay, chưa đến một khắc đã đến ngoài bìa rừng, chỉ thấy một góc mái ngói cao cao treo ngoài bìa rừng. Thiểm Tây Tam Ác nhìn nhau, lập tức quất ngựa ra khỏi rừng, liền thấy một tòa đại trang viên khi thế trầm hùng xuất hiện trước mắt. Tòa trang viên đó xây dựng giữa rừng già và vách núi, phong độ trầm ổn, khí thế phi phàm, chỉ là hoang vu và vắng vẻ, vậy cho nên có vẻ quỷ khí âm trầm ba người gò cương tiếng ca chừng như là ngưng mà không ngưng như là vui mà lại không vui lại vang lên tiếng bên tai của ba người ánh trăng mờ bóng đêm chìm nhất nhập u minh vĩnh viễn không siêu sinh vô số linh hồn tội nghiệp Bảo Long vút phát xuống ngựa quát lên ừ, dền dĩ làm người ta chán ngán bọn ta sẽ tiến vào bảo hồ nghe lời ca đó trong lòng đã là thực sự phát lãnh súng giọng Ờ, đại ca, thực sự phải tiến vào à? Bảo xa lại trượt thốt. Vậy cũng được, đại ca, bọn ta là tam đệ ở lại đây chiếu cố mấy con ngựa, tránh chuyện bọn ta tiến vào trong trang là bị người ta ăn cắp ngựa. Lúc đó, mấy cái hòm châu bảo cũng khó lòng mà vận chuyển đi. Tam đệ, nếu như ta và đại ca không ra tới, ngươi chạy càng xa càng tốt, vĩnh viễn không cần phải tới đây nữa. Nếu cả ta và đại ca cũng là địch không nổi người ta, thì ngươi chỉ là đi tìm chết mà thôi. Bảo hồ làm như bất đắc dĩ không vào chung được, mắt nhìn lấy qua tòa trang viên, âm phòng bất đất phất, tịch mịch không có tiếng động, hắn hạ giọng nói. Ừ, vậy, tôi thủ đằng sau, chờ đợi đại ca và nhị ca. Bảo Long cười lạnh. <laughs> Ngươi lại cho ta thêm một chút tinh thần rồi đó. Vọng nhìn bảo xà, ba chân bốn cẳng leo lên trên tường. Tường của U Minh Sơn Trang cao hơn trượng, kiên cố dị thường. Nếu không phải là khinh công của thiểm Tây Tam Ác không tệ, cũng không thể nào leo qua được. Bảo hộ vò, nhìn bảo long và bảo xà leo lên trên đầu tường nhìn quanh quất ở bên trong đó một vòng phất phất tay lên leo xuống bên trong không còn nghe thấy tiếng động gì nữa bảo hồ dừng mắt chờ đợi gió lạnh ùa ngang lá cây xào xạc bảo hồ mấy lần cơ hồ nghĩ có người thổi thổi đằng sau lưng của gã đợi qua một canh bảo long và bảo xà cũng đưa chưa đi ra trong viện cả một chút âm thanh cũng không có vì tường quá cao bảo hồ cũng không thấy được trong viện đã xảy ra chuyện gì bảo hồ cứng đầu ngồi chờ lại một canh giờ nữa trôi qua, bên trong vẫn không có một chút tiếng động. Chiếu theo tình hình mà nói, cho dù Bảo Long và Bảo Sa muốn lấy hết tiền tài của toàn trang viên, đáng lẽ cũng đã phải đắc thủ từ sớm, hoặc Bảo Long và Bảo Sa ngộ địch, nhưng đáng lẽ là cũng phải có một chút động tĩnh nào đó. Bảo Hồ nghĩ ngợi, lo lắng thập phần. Lời nói của Bảo Sa kêu gã tự động bỏ chạy vẫn còn vang lên bên tai. Bất quá, Bảo Hồ vẫn còn là một hán tử trọng nghĩa. Nghĩ đến bao nhiêu năm trời bao huynh đệ hoành hành giang hồ, nếu như hai huynh trưởng gặp bất chắc, mình có sống cũng là có ý nghĩa gì nữa. Nghĩ đi nghĩ lại, nghiến răng, rút tên bắn ra. Vút một tiếng, mũi tên ghim chặt ở trên tường. Đuôi tên cột một cái dây dài, bảo hồ nắm sợi dây leo lên đầu tường, nhảy xuống dưới, biến mất bên trong tường. Bất quá, gã vừa nhảy vào trong, lập tức phát ra một tiếng thét tạm cực kỳ kinh khủng. Nát tim vỡ gan, sau tiếng hết thảm khốc đó, lại trở lại tĩnh lặng không một tiếng động. U Minh Xuân Trang vẫn tĩnh mịch yên ắng cũng không có ai từ bên trong đi ra. Sau núi ngẫu nhiên truyền lại vài tiếng sói hú thảm nhiệt. U Minh Sơn Trang vẫn như là một bóng khổng lồ đứng sừng sững trên vách núi, một bóng tối âm u, tuyệt không hơi tiếng. Không ai còn có thể gặp thiểm Tây Tam Ác được nữa. Sợi dây trên đầu tường cùng với tên nhọn dần, dần dần bị mưa gió sói mòn, dây bám đầy rong rêu, tên xả mục dị xét. Ánh bình minh tươi tắn, từ hàng cây len lỏi lắc rắc xuống dưới chiếu rọi làm cho tâm hồn thân thể thư thái, dễ chịu vô cùng. Trong rừng cây, cỏ động giọt ban mai, làn sương vây phủ cành cây. Trên một tràng tiếng vó ngựa gấp gáp chuyển tới, hiển nhiên hành trình phi nhanh rất nhanh, trong khoảnh khắc đã xuyên qua rừng rậm, phóng ra ngoài bìa rừng, vội vàng gò cương, tổng cộng là có bốn thớt ngựa, đang phi nước đại mà là đứng dựng lại liền. Hơn nữa cả bốn thớt ngựa tuyệt là không kinh đoạn chút nào, có thể thấy được bốn người trên ngựa biệt tài cưỡi ngựa không tệ, lại phối hợp cực kỳ ăn ý, Ngựa vừa dừng chân, bốn tăng nhân tráng niên tựa như ở trên ngựa nhảy xuống, áo rộng tay to, bước đi phần phật cuốn gió. Bốn người tuy cơ thể tráng cực kỳ, cường đại, nhưng vừa nhảy xuống ngựa đã không ngờ lại không phát ra một tiếng động nào hết. Bốn vị tăng nhân đó dừng ở trước cửa của U Minh Sơn tràng, nhìn quanh tứ phía, chợt ngay trong rừng vang vọng một trận cười dài. Có người nói răng giảng. Hiếu lầm đạt ma, long, hổ, bưu, báo, tứ tăng, Quả nhiên là danh bất hư truyền. Chỉ thấy một ông lão dâu trắng chống gậy đi đến gần. Ông lão đó tuy tuổi tác đã cao, nhưng song, song mục lại là lấp loáng hữu thần. Trải qua cầm trượng ở trong tay, ít ra cũng phải nặng bốn năm chục cân. Lão ông đó nhấc lên như là không có gì hết. Bên cạnh lão ông có hai người, một người cỡ bốn năm chục tuổi, mày dày, dâu đen, bộ dạng thập phần cương chính. Người ghê khoảng độ hai mươi mấy, nhưng bộ dạng thập phần tinh tế, lại khiêm tốn và nhún nhường, có vẻ như văn sĩ bốn vị tăng nhân nhất tề hướng về phía ba người. a à, di đà Phật, tiểu tăng tới chế, xin ông thí chủ đừng trách. Lão ông cười. Lần này đã phu ước hẹn cao thủ hai phái thiếu lâm và võ đang đến tương trợ dễ như là phải đến trước cầu chờ làm cho bốn vị lặn đội bôn ba lão phu trong lòng đã cảm thấy rất bất an rồi nào có dám trách cứ gì hết lão ông chỉ người mặt mày cương liệt vị này là thập tuyệt chi hồn thổ quá chi ngạnh tiên sinh. Vị kia là tiếu ngữ truy hồn, tự văn tú. Tự văn học sĩ, mọi người chắc đã từng gặp nhau qua rồi chứ. Thiếu lâm tứ tăng mới răng ra răng hồ, đương nhiên chưa gặp qua hai người này. Bất quá từng nghe nói ở Hà Nam có một vị tú tài văn võ song toàn, nhưng thích nhất là đi thu thập dị sự ở trong nhân gian. Nghe nói, đó là vì muốn soạn viết một quyển sách. Người đó tự hồ là người trước mặt, tiếu ngữ truy hồn, tự văn tú. Ngoài ra, giang hồ còn có một hảo thủ tính cách cương liệt gọi là quá chi ngạnh có người tứ tuyệt mỹ ở dưới trướng có 10 đệ tử mỗi người chỉ học một môn mà đã trở thành danh nhân có tiếng trên giang hồ người trước mắt hiển nhiên chính là thập tuyệt truy hồn thủ bốn vị tăng nhân tuy danh tiếng rất cao cũng là thập phần cung kính hướng về phía tự văn tú và quá chi ngạnh cùng nhau hành lễ quá chi ngạnh chỉ lạnh lùng gật đầu một cái ta đối với các người mục đích đến đây khác nhau Ta muốn vào tàu quỷ trạch này để bắt ba cái tên nghịch đồ của ta về xử tử. Bọn ta bất tất là phải đến giao hảo. Các người cứ tiếp tục chào chào hỏi hỏi, nhặng xị hết cả lên. Để một mình ta tiến vào trong đó là được rồi. Tự văn tú lại cung cung kinh kính vái một vái, hướng về phía quá trình ngạnh cười nói. Quá huynh, nói như vậy là sai rồi. Phải biết trong U Minh Sơn Trang này đã xảy ra rất nhiều kỳ án. Cả nhà của thạch U Minh 23 miệng cũng là chết bất thình lình bất bạch. Tiếp đó, không cần biết là ai tham lam muốn lén lút vào trang trộm đồ thì cũng đều là bị bệnh nặng mà chết. Hay là hạ lạc bất minh. Đệ đã soạn viết, thương hải siêu bí lục, toàn dùng đề tài chính để tận mắt mình trông thấy. Nhưng cả thạch trang chủ là cũng gặp phải bất chắc. Đệ cũng là không dám ngang nhiên vào trong trang. Quá huynh nếu như gặp quá gấp gáp, không phải là quá mạo hiểm hay sao? Chỉ bằng, hãy chờ đợi võ đang tam tử đến cái đá. Bọn ta sát vai nhập trang, cho dù đối thủ có mạnh đến cỡ nào, bọn ta cũng có thể ứng chiến được. Tình khí của quá trị ngạnh nóng nhảy nhất. Nguyên lai, gã thu 10 đồ đệ, trong đó lão thất, lão bát, lão cửu và ba huynh đệ, học khai sơn phủ, xích luyện tiên và xuyên vân tiễn. Nhưng ba người lại len lén sau lưng sư phụ vô ác bất tác, phá hoại bi danh của quá trị ngạnh. Quá trị ngạnh con người cường liệt, hành sự thập phần nghiêm chính, làm sao có thể để cho thiểm tây tam ác hoàn thành giang hồ cho được, vậy cho nên quyết tâm giết chết không tha. Nhưng sự tình tiết lộ ra, thiểm tây tam ác ngày đêm bỏ trốn, trên đường gian dâm cướp bóc, không từ một ngón nghề nào. Quá trì ngại và bảy đệ tử còn lại chia nhau chi lùng, biết được ba người này đã chạy đến tương giang. Tháng trước nghe nói trên tường của U Minh Sơn Trang có ghi một mũi tên cột dây, chính là dây thường cột và độc môn tiễn của mình sở chế. Liền hạ ý đồ đi U Minh Sơn Trang coi thực hư như thế nào. Nếu như thiểm Tây Tam Ác đã chết, chuyện này cũng bỏ qua. Nếu như chúng còn sống sót, thì lập tức xử tử. Nhưng trên đường gặp được tự văn tú, tự văn tú nói U Minh Sơn Trang có quỷ, Hai gặp quá trị ngạnh đang đi nghiêm trừng ác đồ Vậy cho nên tự văn tú liền đi theo Liền xem cho rõ hư thật Đến trước cửa của U Minh Sơn Trang Lại gặp thiết quải Ông Tứ tiên sinh Ông Tứ cũng là vì U Minh Sơn Trang mà tới Ông Tứ yêu cầu tự văn tú Cùng với quá trị ngạnh chờ cao thủ thiếu lâm Võ đàng, tê tiệu Rồi hay nhất là nhất tề tiến vào trong U Minh Sơn Trang Tự văn tú đương nhiên là tuân theo Còn quá trị ngạnh tuy nóng nảy Nhưng cũng là nể mặt của ông Tứ Không dám phát tác không muốn đợi cũng phải chờ đợi. Phải biết, thiết quái ông Tứ không chỉ nói đơn giản là võ công khổng tệ, mà còn là vì hậu nhân chính nghĩa, nổi tiếng hiệp danh, lại từng ở thiếu hoa sơn có cơ hội gặp được trưởng môn nhân quận nhất thất đại môn phái. Hơn nữa, lại có giao tình rất thân thiết với cục phủ của phong vân tiêu cục, người được xưng là môn, võ lâm đệ nhất nhân, thiên hạ đệ nhất đào cựu đại loan đao, ông phong khiếu. Vậy cho nên người của hắc bạch lưỡng đao đều kính ông Tứ ba phần, sợ ông Tứ ba phần. Bất quá, thiết quải ông tứ, sở dĩ có thể cản trở quá trình ngạnh ngang nhiên xông vào trong trang, cũng là vì có hảo ý. Bởi vì nếu như địch nhân thực sự có thể đánh gục thạch U Minh Trang chủ của U Minh Sơn Trang, thì e rằng quái trì ngạnh chỉ là một ngựa xông vào, cũng tuyệt đối không thể nào nắm được tiện nghi lợi lộc gì. Ông Tứ, phe này đến U Minh Sơn Trang, mục đích của hắn là vì trang chủ U Minh Sơn Trang, thạch U Minh và lão ta có duyên gặp mặt mấy lần. Thạch U Minh là con người lãnh đạo, ít có bạn tân giao, nhưng ông tứ là một người trọng nghĩa biết người ở trong u minh sơn trang chết bất minh bất mạch quyết lòng đến u minh sơn trang để xem xét tại sao nhưng lão ta hành sự luôn luôn rất cẩn thận liền bước hẹn hảo thủ của hai phái thiếu lâm và võ đàng nhất tề tiến đến để tra tìm rõ trần tướng chín năm trước thất đại trưởng môn nhân tương tụ ở thiếu hoa sơn lỡ uống nước sơn truyền trong suối lại có độc vật thất đại trưởng môn vật công bức độc mà ác đồ của huyết y phái lại thừa cơ tập kích mai có ông tứ tiên sinh đi ngang qua thiếu hòa sơn mới giải nguy dùng cho thất đại trưởng môn nhân hai phái thiếu lâm và bó, võ đàng được coi là võ lâm tông chủ hung án u minh sơn trang không những làm kinh động đến nhà môn cũng kinh động đến thiếu lâm và võ đàng nay ông tứ có thư mời hẹn thiếu năm lập tức phát hiện ra lòng hổ biểu bưu báo tứ đại đệ tử ở trong đạt ma viện lên đường võ đàng cũng liền sai võ lâm tam đại tử đến tường giang cùng lúc đó trần nghe tiếng vó ngựa dồn dập bà bạch y trung niên đạo nhân từ xa phóng tới Kết quả ông tứ lại cười lên có phải là võ đang tam tử đã đại giá quang lâm ba người trên ngựa gò đường từ từ xuống ngựa chắp tay cười đáp võ đang tam tử bái kiến ông tiên sinh ông tứ phất tay ừ được bọn ta hãy cùng nhau vào trong u minh sơn trang không cần biết trong trang này có yêu ma tạm quái gì bọn ta mười người cũng đủ để ứng phó với chúng cười lớn một chàng bước dài đi bước vào trong trang hiếu lâm tứ tăng võ đăng tam tử cùng với thập bộ truy hồn thủ quái trì ngạnh và tiếu ngữ truy hồn tự văn tú nối bước nhập trang u minh sơn trang vẫn tĩnh mịch một màn không có thanh âm triệt ẩn ước ở trong chỗ tối tăm sâu thẳm nhất của trang viện có tiếng hét thảm có tiếng kêu gào có tiếng than khóc tiếng ghê thê, thê, thảm vô cùng nhưng mười võ lâm cao thủ nổi danh đây cho dù có đụng cường địch mai phục cũng tuyệt đối không cuồng loạn kinh khủng như vậy sau trận gào khóc đó lại một khoảnh khắc tĩnh lặng không động tính đột nhiên lại có một trận thét gào thê thảm phát ra tận ngoài trang viện hiển nhiên những võ lâm cao thủ đó đã thoái lui ra trước vòng tường vây quanh trang viện lại đụng phải một lần nữa khủng hoảng rất lớn cửa lớn của u minh sơn trang bị đánh bung ra một người đầu tóc bù xù y phục rách mướp toàn thân nhộm máu mục quang đỏ ngầu phát cuồng chạy ra bên ngoài mười ngón tay từ khớp xương thứ hai không ngờ đều bị bảy gãy đoạn xương cốt đâm ra lòi cả thịt tay đầy máu, không ngờ chính là tự văn tú. Tiếu ngữ truy hồn, bình thời lãnh tĩnh, chấn định không còn mấy đầu nữa, hiện tại tình trạng của gã như là phong cuồng, liều mạng, phóng ra khỏi U Minh Sơn Trang. Trên gái của gã ẩn ước là có hai dấu răng, vừa chạy vừa la hoảng. Quỷ! Thanh âm! Thanh âm đó! Thanh âm đó không còn sống nữa! Thả, thả ta ra! Công lực, công lực của ta! À, quỷ! Phong ngâm bí cấp! Quỷ! hết hồi. Hồi 2 Quan đồng bồn lôi Ba năm sau, vào một đêm đông bão, tuyết mù mịt. U Minh Sơn Trang ngoài ba chục dặm, tiểu liên hoàn ổ, phong lâm độ. Một giải xung quanh đó, nội ở trong vòng ba bốn chục dặm đều không hề có nhà cửa. Có thì cũng đã sớm bị dọn đi rất sạch sẽ. Từ khi chuyện của U Minh Sơn Trang có quỷ truyền ra, U Minh Sơn Trang, mình sáng, thực ra đã trở thành một U Minh Sơn Trang, minh mở mịt người chú ngủ xung quanh vội vàng rời đi người đi đường không ngại chọn đường vòng mà tránh đi khỏi u minh sơn trang đương nhiên có những võ lầm hào kiệt tự thị tự cao can đảm hơn người không chịu nổi đường mà đi hoặc những người ở đường chưa biết u minh sơn trang có quỷ những người đó vẫn đi ngang qua bất quá cứ quất ngựa tung vó không ngừng không dám liếc nhìn u minh sơn trang tới một cái phảng phất chỉ liếc một lần cũng có thể có đại họa ụp xuống đầu muốn vượt qua u minh sơn trang ra tương giang, tất là phải trải qua tiểu liên hoàn ổ Ở những tụ ụ tàu nho nhỏ Lộ ra chỉ là 13 đạo Lẫn lộn răng diệt mê ly Người làm không am tường thủy đạo Rất có thể bị lạc đường Vậy cho nên mới kêu là tiểu liên hoàn ổ Tiểu liên hoàn ổ Chỉ có một bến đỏ Gọi là phong lâm độ Bởi vì sau khi sự kiện U Minh Sơn Trang có quỷ phát sinh Khách đi thuyền rất ít Không ít chân ra cũng là dọn đi Muốn đi qua đò cũng không phải là dễ Khách không thích thủy lộ khó quá độ, thành thử cũng là nguyên nhân cực kỳ ít có người đi đường thủy. Nhưng khi đến mùa đông, thủy đạo kết băng lại dễ dàng đi hơn. Hiện tại chính là những ngày đầu đông, băng kết mỏng nhưng vẫn chưa có ngừng nhiều người đi lắm. Bên cạnh phòng lầm độ có một quán rượu, tiểu kỳ rách nát, màu bạc đông đưa như là một ông lão già đầu bạc trắng run rẩy ở giữa màn mưa hoa tuyết trong gió bấc. Khách qua U Minh Sơn Trang đều ghé vào trong khách điếm nhỏ này, để ực một chút rượu lấy can đảm, hơi nghỉ một chút tỉnh táo để no bụng giải khát bồi bổ lại tinh thần vượt qua u minh sơn trang Tiếu điểm hoang lường đó tên là phong lâm tiểu sạn hôm đó gió lớn tuyết đổ đầy lão tử bán rượu nhìn gió bắc gào rít bầu trời trở nên u ám hắn lẩm bẩm xem ra chỉ cần ông trời cho tuyết rơi thêm vài ngày nữa băng người trên bến sẽ đủ cứng có thể đi qua sông được một mặt lại kéo bàn toán, phát ra những tiếng lộc cộc rời rạc. Chợt nghe thấy tiên tiểu nhị ao Phúc đứng ở trước cửa la lớn. Lão đà, lão đa có khách nhân tới, khách nhân đã tới. Lão đà ngẩn người, trong lòng thầm hỏi tại sao khách lại đến sớm quá như vậy. Cửa ra coi thử, chỉ thấy giữa báo tuyết bước ra một đôi nằm nữ, không cưỡi ngựa, y phục đơn bạc. Nhưng giữa báo tuyết, hai người lại phiêu giật như tiên, không có vẻ phí sức tốn sức gì mà đã đến trước điếm. Lão đà không khỏi há hốc miệng, bởi vì vùng đất hoang tịch không có khói bếp lửa lò này là thường có sói tuyết mỏ ra đàn bà con nít đều không dám đi ra ngoài mà đôi nam nữ trẻ trung này lại chưa quá hai chục còn vẫn y phục mỏng manh như vậy đi ra ngoài lão đa thực sự chưa là từng thấy qua chỉ thấy thân hình của nam nhân cao giáo gầy gò đôi mắt thập phần tinh mình sắc bén tướng tá quỳnh giao ngọc thụ phong thần anh lãng nữ mặc quần áo màu mè rực rỡ mái tóc bồng bềnh như suối nước bên hồng thắt một dây hoa nhỏ trên dây có hai tiếu kiểm tiểu kiếm, cán ngọc long lành, càng hiểu lỗi ra vẻ yêu kiểu như hoa, dùng quang sáng người. Nữ nhân đó nhìn lão đà đang ngơ ngẩn, chế môi cười. Lão đà khỏe chứ? Nụ cười đó khuynh quốc khuynh thành, lão đà lại càng ngơ ngẩn, cả mấy tên tiểu nhị A Buồn và A Phúc cũng nói không nên lời. Thanh niên kia lại cười thốt. <cười> lão đà, có gì ăn không? Hãy dọn một bàn đi. Lão đà như là vừa tỉnh mộng, chào mời khách thượng tọa, tỏ ra vẻ quan tâm, Vậy nhị vì là khách quan muốn đi qua phong lâm độ sao? Nam tử cười. Không sai. Lão đa lại nói. Hai vị khách quan xin đừng trách lão đa này lắm lời. Lão đa muốn nói cho nhị vị biết. U Minh Xuân Trang kia đã có nhiều người chết lắm rồi. Nam tử cười. <cười> Bọn ta đã biết rồi. Không quan trọng gì lắm. Lão đa thấy đôi nam nữ này khí độ phi phàm hiển nhiên là đệ tử nhà giàu sang. Nhưng đeo trường kiếm vẫn chưa đủ yên tâm. Vậy nhị vị không sợ quỷ hay sao?" Nữ nhân cười yêu kiều. <cười> "Ở đó có quỷ sao?" Lão đã thấy nữ nhân không sợ sệt gì hết, hạ giọng nói tiếp. "Nhị vị ăn mặc mỏng manh như vậy, không sợ bị cảm lạnh hay sao?" Nữ nhân cười. "Lạnh? Bạn ta không sợ lạnh đâu." Lão đã biết hai người này nhất định là một người phi thường, không muốn lưỡi nữa, rượu thịt đều đã bưng lên, lúc đôi nam nữ này đang ngồi ăn, chứ không biết từ lúc nào ngoài cửa đã có hai người đứng chặn đôi nào nữ không thèm ngừng đầu dậy, vẫn tiếp tục chuyện trò nho nhỏ, tiếp tục gấp thịt, rót rượu. Lão đa cùng hai tên tiểu nhị đều giật nảy mình, lão đa cầu hồ nghĩ mình hoa mắt, không ngờ được có hai người như vậy bước vào, vội chạy tới cười xu nịnh nghênh đón. <laughs> nhị vị khách quan, xin mời ngồi, mời ngồi. Lão hồ già cả, mắt mờ không có nhìn thấy nhị vị đại giá. Nhìn kỹ thấy hay, hai người này không ngờ là bộ dạng giống hệt nhau, trầm ổn lãnh tính bất quá một người cuốn tay phải, một người lại cụt tay trái. Lão đa có ý hỏi gì hai hán tử đó cũng không hề trả lời, tìm một chỗ ngồi xuống, rót trà. Hán tử bên phải lạnh lùng nói một câu. Lúc tuyết lọt vào, bọn ta đã tới rồi. Lão đa nhìn gió thổi lùa màn cửa, quả nhiên có tuyết rơi vào, nhưng cũng không làm sao hiểu thấu lời nói của người đó. Bỗng lại thấy tấm màn rách bay bay, có bảy đại hán đã đi tới sát, sát cửa điếm. Lão đa la lớn. A4, a à bốn, a à phúc, mau đi đón khách đi, chỉ thấy bầy đại hán đó mặt mày rậm mắt to người ngang bước rào thần thái lại là thập phần trầm tính hình dạng lại là hoàn toàn khác nhau bên hồng mỗi người đều đeo rất binh khí nhưng lại hoàn toàn khác biệt người đi đầu đeo một đôi lưu tinh trùy người thứ hai đeo liên tử thương người thứ ba cầm kim thương người thứ tư quấn nhuyễn sách người thứ năm cầm lôi phộ, lôi công oanh người thứ sáu cầm phán quan bút người thứ bảy giơ một ngọn chiết thủy dài dây sắt không ngừng đong đưa Càng kỳ quái là những đại hán đó đang mùa đông mà lại để ngực trần. Trên ngực không ngờ đều có dùng dao, khắc hai chữ, phục thủ. Hai chữ đó không đơn giản là chỉ dùng đao khắc, mà lúc khắc, đao cũng là đâm rất sâu. Bình khí bảy người đó sử dụng trong võ lầm tịnh không có thường gặp, đều thuộc loại bình khí kỳ môn. Mấy người đó cũng không nói gì, lặng lặng ngồi xuống, trần màn cửa lại không có gió mà tự tung bay. Bốn ló tăng áo xám, song trường chấp hình chữ thập, luồn qua cửa vào ngồi bên bàn kế bên, cũng không nói tiếng nào. Lão Đà, A Bồn và A Phúc đang tính mở miệng chào hỏi, chợt lại nghe một chàng tiếng vó ngựa. Ngựa màu mắn gò cương, cô hồ cùng một lúc ngựa gò cương, hai lão đạo hai lão đạo đội mão cao, lưng đeo trường kiếm, phiêu phiêu giật giật bay vào. cờ hồ hạ bàn bất động, vừa vào tới cửa thấy bốn lão tăng, liền vái chào, tứ tay cũng chắp tay, hành lễ một cách im lặng. Lúc đó bên trong điếm lại bước ra một người, người đó vẫn cầm y, thái độ ung dung, kêu một bình rượu. Hắn tự rót cho mình. Lúc đó, ngoài điếm từ xa vang đến những tiếng tiếng cước bộ trầm trọng. Từng bước từng bước, không nhanh cũng không chậm, thanh ngầm không giảm được, cũng tuyệt đối không hề tăng cường, từ từ đi đến cửa điếm. Phật một tiếng, tiếng vén rèm, màn bố, bước vào trong đó, ngồi đối diện đại hán mặc cẩm bào, cũng không nói tiếng nào hết, tự rót tự uống. Phải biết rằng, cước bộ của người đó là trầm trọng như vậy nội lực tất nhiên rất cao từ ngoài xa mấy chục trượng tiếng cước bộ trầm trọng như là sấm sét đã là khó lắm rồi đã vậy càng lúc càng gần mà bước chân vẫn đều đều vẫn bảo trì tiếng động như trước phần nội lực đó lại càng ghê gớm không thể nào tưởng tượng nổi đôi thanh niên nam nữ này ngẩng đầu nhìn về hướng phía bắc hào khách mới vừa bước vào trong đó nhìn kỹ một lượt nữ lại ngước dậy vụt dậy ngừng thị nhìn về phía đại hán cẩm bào cùng một lúc hắc bào khách và đại hán cẩm bào cũng là dương mắt nhìn về phía một nam một nữ trong bốn đôi mắt đột nhiên thần quang bộc phát lại đều cúi đầu uống rượu lão đa a phúc và a buồn đều ngớ người như là nhìn thấy quỷ giữa đêm đông như vậy không ngờ lại có bao nhiêu khách nhân kỳ kỳ quái quái như thế ghé vào trong lòng đang kinh hãi muốn hồ hoán thì lại có bốn gã đầu đà thình lình lại xuất hiện xông vào trong đó nhanh như chớp nhoáng không thể nào hình dung nổi mắt nhìn thấy bốn người sắp tông ngã một cái bàn lão đà há miệng định la lên Bốn người lại không biết làm sao thanh linh ngồi gọn ở trên ghế hết. Lão Đa thở dài một hơi. Cảm thấy đêm ngày hôm nay thực sự là toàn gặp tà môn. Đến lúc đó, trong khách điểm lại có bốn kim y tráng hán. Sáu võ lâm hào khách thay phiên nhau tới. Trong nhất thời, Lão Đa cùng với A Phúc A Bồn. Ba người bận rộn lúi húi chạy đi chạy lại. Mười người đến sáu người nói chuyện luyên thuyền không câu thúc gì hết. Tuy mỗi người đều có tâm sự riêng. Nhưng không giống như là một nam một nữ. Hai người cụt tay bảy đại hán xăm ở trên ngực hai chữ phục thủ bốn lão tăng hai lão đạo cùng hai người cầm y hắc bảo và bốn gã đầu đà thần tình nghiêm túc mười người đó cười cười cột nhà ăn uống to lớn ngoại trừ bốn vị lão tăng hai lão đạo và đôi thanh niên nam nữ thì trên mặt những người kia đều lộ ra vẻ mặt khó chịu chỗ ngồi trong điếm lúc đó đã đầy nghẹt chợt lại có những tiếng rền rĩ ngoài điếm tiếng nói rầm rì à, buổi mới nghe đã là không khỏi cười khổ khốn nạn thật đó A Phúc đi đến gần nói với Lão Đà. Lão Đà, hôm nay buôn bán xong rồi, Lão phải thưởng thêm cho A Phúc vài đồng à. Lão Đà dùng tay vỗ đầu của A Phúc, lại thổi thúc. Ê, hey, tôi đi đi, đi đi, mau đi chầm nước. Lão đa ta thấy mấy người này e rằng đều không phải là khách tầm thường đâu. Nếu như mà đắc tội, chỉ sợ không những là cái điếm này cũng là sập theo, mà người đó cũng sẽ mất hết cả tiền của. Nói tới đó, người ngoài cửa đã bước đến sát cửa, hai đại hán thò tay nâng màn bố lên, một thiếu niên công tử y phục gấm tơ trang sức hoa quý cười cười bước vào vừa vào đã tới bịt mũi cái tiệm này hôi quá đại hán vén màn cười, <cười> công tử xin giáng chịu một chút hãy tạm nghỉ chút đá đợi bằng đồng là có thể thượng lộ rồi đại hán kia cười vội theo công tử nhà ta là đệ nhất tài tử ở kinh thành chỗ nào mà chưa đi qua cái tiểu điểm này có thể được công tử quang lâm không biết đã là phúc đức mấy đời tu hành nhà ngươi Công tử rút trong người ra một cái bình là bằng sứ nắp ngọc, dùng tay bôi bôi, chét hít lên mũi, bộ dáng giống như là không để ý đến mọi người xung quanh. Hắn bước vào, theo sau không ngờ còn có 18 người nữa, già có trẻ có, mặt mày đều không a thì là cũng hùng ác, thần sắc rất bị ổi. Vị công tử dẫn đầu đó bộ dạng không phải là khó nhìn, nhưng mười phần giống với nữ nhân, lại tự cho mình là dáng dấp thanh tuấn, làm bộ làm tịch, thái độ giống tuếch, khiến cho người ta cảm thấy rất kinh tởm. Hai chục người đó đi vào trong điếm, thấy ở trong điếm đã ngồi chật hết. Một đại hán lưng thắt, lưng dắt hổ đầu đau đứng sau lưng của gã công tử gầm rú lên. Bạch đế thành đại công tử, thường vô thiên thường công tử của bọn ta đã đến. Các người còn không mau trốn tránh, không biết chết là cái gì à? Thành còn của đại hán to lớn như vậy, giống mấy tiếng mà không có ai ngẩng đầu liếc hắn một cái. Đại hán đó nhìn quanh, chỉ thấy đám người trong điếm thần sắc nghiêm túc lầm lì. Cái tên cáo giả gọp đó không ngờ, lại sợ đến mức không dám nói thêm tiếng nào nữa. Chỉ nghe thấy thiếu nữ mặc áo màu mè hướng về phía thanh niên cao giáo anh Tuấn, cười yêu kiểu nói. <laughs> công tử ăn diễn nghe là con trai của một phú hạo ở Bạch Đế Thành. Tên của gã là Thường Vô Thiên. Phụ thân giàu có, bất nhân của gã có mời vài người hữu danh bảo vệ cho gã. Và cũng học được một chút võ công. Nhưng cái hạng người đó không bao giờ chịu khổ luyện. Vậy cho nên võ công chỉ có hạng, nhưng mà lại làm ác không có ngừng thiếu nữ nói chuyện huyền Thuyên không dứt, thanh niên không ngừng gật đầu. Lúc đó, lão đa, A Phúc, A Bồn đều toát mồ hôi lạnh bởi vì thiếu nữ kia nói chuyện như là ở chỗ đông người, thường vô thiên cũng sẽ nghe thấy, giận dữ quay đầu, mắt chợt bừng sáng. Không ngờ lại là có một vị mỹ nữ như thiên tiên biến thành người như vậy, liền mặt mày tươi dịu, nộ khí tiêu tan, hắn cười nham nhở. Tiểu năng tử, cũng được. Nàng nói công phu của ta không có ra gì. Vậy thì đi đi đi, Đi về, công tử ta đây sẽ trao luyện công phu. Nó sẽ biết công phu của công tử ta đây. <laughs> Là giỏi hay không giỏi? Thành niên quắc mắt nhìn Thường Vô Thiên. Mục quang tỏ lộ ra, thần sắc sát khí. Thường Vô Thiên giật bắn cả mình. năm mãnh áo, hắn, màu tím, đứng bên cạnh của Thường Vô Thiên hạ giọng nói với Thường Vô Thiên. Thường công tử, à kia để cho huynh đệ bọn tôi bắt cô nương kia. Giết chết năm tử đó cho ngài. Ngài cảm thấy thế nào? Thường vô thiên lại cười nhe răng. vậy quyết định như vậy cũng được. Mau lên, làm nhanh có thưởng. Năm đại hán vừa nghe có thưởng, tranh nhau bước tới. Đám người đi chung vừa nghe có thưởng, lại giật mình đã bỏ lỡ cơ hội lập công. Năm đại hán áo tím đã bước đến gần sau lưng của thanh niên nam nữ đó. Một đại hán mặt mày, một u, ghét hét lên. Này, tiểu nữ tử, nàng đi theo công tử nhà ta tận hưởng phong lưu. Thiếu nữ mặc áo màu tươi tắn vẫn là chậm rãi trò chuyện, nhìn về phía thanh niên, tự như hoàn toàn không không hề phát hát rác ra, có nằm người ở sau lưng, vẫn cứng cỏi. đám người kia đều là thực khách của thường vô thiên, chỉ tiếc toàn là cái bọn hùa theo kẻ bạo ngược, gian dâm trộm cướp, không có chuyện gì là không dám làm, ủng hộ thường vô thiên làm chuyện vô vô pháp pháp, như là năm cái tên áo tím kia chính là giang tả ngũ giao, lâu nay chuyên cướp thuyền trái giết người, toàn là những chuyện ác. đại hán mặt mày đầy mụn u, nghe nói đến đó nổi nóng bốc ba tầng mây, xẻ một tiếng rút đao ra, một đao chém thẳng xuống đỉnh đầu của thanh niên. Được, để ta chém đầu người, đem dâng cho công tử. Thanh niên vẫn chú thị nhìn thiếu nữ mặt, mặc quần áo màu mè, chừng như là cho dù trời sập cũng không có nhịn, rời đi mục quang khỏi mặt thiếu nữ. Đối với một đao đó là hoàn toàn không cảm thấy gì hết. Ngay lúc đó, hắc bào nhân ngồi ở bên phải chợt đứng dậy, căn bản là không thấy gió hắn có động tác gì. Đột nhiên đã đến trước mặt của đại hán mặt mày đầy mụn u, Đại hán đó chỉ cảm thấy có bóng người hoa lên ở trước mắt, tay chân không ngờ là đều bị người ta chế ngự, không còn đường thoát. Một đao đó cũng không ném xuống được. Hắc bảo nhân đứng đối diện, bắt lấy tay của đại hán mặt đầy mụn ồ, đột nhiên xông ra ngoài điếm. Trong điếm không có thiếu gì người ngồi, nửa điếm còn có mười mấy hai chục người đứng. Nhưng hắc bảo nhân như là một làn sương thoáng tan biến, cả vạt áo của người ta cũng không chạm tới chút nào. Tấm màn bố che cửa cũng là không vấy lên, mù gì. Trên mặt đất phủ tuyết bên ngoài, truyền đến một tiếng hét thề lường ngắn gọn. Hắc bảo nhân thoáng một cái, đã đi lại vào trong điếm, ngồi lại vị trí cũ đối diện với cầm y nhân. Vừa ngồi xuống đã dùng đôi tay nhuốm máu an an nhàn nhàn uống rượu, làm như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Hồi nãy, lúc hắc y nhân vào điếm, tiếng bước chân trầm trọng, cho dù thấy mức độ thâm hậu của nội công, nhưng mức độ xuất thủ khinh công nhanh mãnh, vừa để lộ lại không thể nào tưởng tượng nổi. Chỉ thấy thiếu nữ mặc áo màu tươi tắn nở một nụ cười xinh xắn, nói với thanh niên. <laughs> Vị hắc bào tiên sinh kia đến từ Quảng Đông, nội lực cực kỳ thâm hậu. Nghe nói, năm 12 tuổi đã dụng nội lực đánh chết kim chảo sư ma thích uy, nội công xưng là tuyệt nhất đất Hà Bắc. Một chiếc hồi nãy là thốn bộ đất bất di ba. Ở trong hấp bàn đại pháp, gã đại giao kia làm sao mà đỡ đòn cho được. Ngoại hiệu của tiên sinh này là hắc bào khách, họ ba, tên thiên trạch. Nói tên đó, Hắc bào nhìn nghe, thấy kinh ngạc liếc nhìn thiếu nữ mặc áo màu mè một cái. Lã không tưởng tượng được chính mình vừa mới xuất thủ đã bị thiếu nữ kia nói ra lai lịch. Thiếu nữ mặc áo màu mè nhìn hắc bào khách, cười một cái rất yêu kiều. Lúc đó, bọn tứ gia còn lại ở trong số giang tả ngũ giao thực sự là tỉnh cơn mơ, biết được đại giao đã trúng độc thủ, giống lên một tiếng, cùng nhau rút đào, chém thẳng về phía ba thiên trạch. Ba thiên trạch không hề né tránh, thanh niên mỉ, mỉm cười nói với thiếu nữ mặc áo màu mè. <laughs> Vị ba tiên sinh này hồi nãy xuất thủ cứu chúng ta. Đó là chuyện mà bọn ta và bốn gá kia lại đổi trên mình ông ta. Có lẽ ta nên xuất thủ. Hai chữ xuất thủ vừa mới ra khỏi miệng, chợt đứng dậy. Người vẫn đứng yên, chợt trên tay đã lòi ra thêm một thanh trường kiếm mỏng manh. Xoẹt một tiếng, kiếm quang vừa nhoáng lên, kiếm đã chui vào trong vỏ. Bốn đại hán áo tím chỉ thấy trước mặt kiếm quang nhoáng lên, vẫn còn chưa biết ấp áp gì. Trên tay đã phập một tiếng, lòng bàn tay bị mũi kiếm đâm xuyên, đào ở trong tay rơi hết xuống đất bốn người bị như vậy nguyên lai là, là giữa những tiếng xoèn xoẹt hồi nãy thanh niên đã đâm ra bốn kiếm bốn tiếng xoèn xoẹt đã quá nhanh và quá gọn đã hợp thành một tiếng xoẹt kéo dài bốn gã ở trong giang tả ngũ dao chưa thấy được kiếm pháp nhanh cỡ nào đã bị đâm trúng sau khi thấy máu dì ra ở trên lưng bàn tay mới biết đau ôm tay vẫn chưa kịp la lên thanh niên hở hững ngồi xuống hắc bảo khách bà thiên trạch lại kinh dị nhìn thanh niên đại hắn cầm y ngồi đối diện lão lại là toát miệng hảo kiếm pháp. Nhưng đột nhiên ngay lúc đó, kỳ biến nảy sinh. Bốn tên trong giang tả ngũ đao đang đau đớn lăn lộn dưới mặt đất, bỗng bị một luồng kinh lực hút ngược về phía sau, đập mình vào cửa điếm. Luồng đại lực hút này, bốn người bay ngược lại phía sau đó làm cho mọi người phải kinh hãi, ngẩng đầu mà xem, không biết từ lúc nào đã có một ông lão dâu bạc cỡ sáu chục tuổi đứng ở trong điếm, toàn thân vân đại bào đỏ như là lửa, bên hồng đeo một cây búa, mặt búa đen tuyền, lấp lánh phát ra những ánh màu đen ít ra cũng là phải nặng năm sáu chục cân. Hồng bào của lão nhân hà tất là hơi quát khan. Song thủ lại xoay một vòng, từ trong lòng bàn tay quệt qua, xuất hai đạo kinh khí, hút lấy giang tả tứ dao về phía mình. Lúc mắt thấy tam dao và tứ dao chia ra hai bên, bay lên trên tả hữu song trường của lão, hồng bào dã, lão giả, đã trượt rẽ song thủ. Hai chiếc đũa bay ra từ trong lon đũa ở trên hai cái bàn tả hữu, lọt vào tay của lão. Lúc tam dao và tứ dao bay lên, phập vào vài tiếng đũa đã đâm xuyên lưng của hai người nhị dao và ngũ dao cũng bay lên hai ngón tay cái và ngón tay trò trên bàn tay của hồng bào lão già đã còng lại búng ra lại phập vào vài tiếng đũa theo máu tươi từ trước ngực của tam dao và tứ dao bắn ra da, lại đâm thẳng vào lưng của nhị dao và ngũ dao bốn người không kịp la lối lên một tiếng nhất tề ngã oạch xuống mất mạng hồng bào lão già vừa xuất thủ làm cho người ta phải cất thất kinh bởi vì trong song trường đó không thể nào có thể hút người ta bay lên cũng là đủ để hù dọa người ta chết rồi. Đằng này hồng bào lão giả còn dùng đũa mà sát nhân. Một cái là gãy bảy, một cái búng đều là thập phần xuẩn xác. Hơi nữa hạ thủ rất ngoan lạt, trong nháy mắt đã giết gọn bốn người, mặt mày không biến sắc. Càng kỳ quái hơn là hồng bào lão giả nhìn có vẻ rất nặng nề, nhưng đến cửa điếm từ lúc nào, cả đứng trước rồi mà bọn thường vô thiên cũng là chưa phát giác ra. Một chiều rút đũa của lão bốn kim y tiếng Hán và sáu võ lâm hào khách ngồi ở hai bàn tả hữu tất cả đều thấy không rõ. Nhất thề, há hốc miệng, nói không nên lời. Chỉ nghe hồng bào lão già lớn tiếng nói với toàn trường. Lão phô, khuất bồn lôi, khách từ quan đồng tới. Ba chữ khuất bồn lôi vừa nói, toàn trường mười người cũng đã có chín phần không khỏi biến sắc. Cả hắc bào khách và cả đại hán cầm y cũng là bất giác biến sắc. Hai đạo nhân chấn động khẽ khẽ, bốn lão tăng tám chân mày, cũng là nhướng lên, thần quang loang loáng. Duy nhất không biến sắc là thanh niên kia và lão A Đa, A Phúc và A Bổn. Ba người sau căn bản là không hiểu chuyện gì trên giang hồ, khuất bôn lôi cái gì chứ. Đôi mắt khéo léo của thiếu nữ mặc áo mồ mè cũng đủ để nhìn khuất bôn lôi, lại quay về phía thanh niên nhói, nói nhỏ. Người đó tên là khuất bôn lôi, còn gọi là nhất phủ trấn quan đông, hành sự nửa chính nửa tà, tính cách lại cương liệt, tính khí thì cổ quái vợt quá không làm chuyện gì thương thiên hại lý hễ nghe có chuyện gì cướp bóc giết chóc là con người đó sẽ cam thiệp tới liền nghe nói võ công lại rất cao nội công ngoại công đều là kim đủ thiết phủ cũng là sử dụng đến mức thật xuất thần nhập hóa công tử khoái kiếm của chàng nếu mà đụng phải lão thì phải cẩn thận đó con người của lão hành sự thích là độc lai like, độc váng không có thích đồng hành cùng người ta đâu thiếu nữ nói chuyện cực kỳ nhỏ giọng hơi hơi khuất bồn lại, like, dừng lại nghe được chợt quay đầu qua vẻ hung tàn không ngờ cũng đã giảm đi nửa phần, hé miệng cười nói với thiếu nữ mặc áo màu mè. Tiểu cô nương, không ngờ ngươi cũng dành cái tên của đại gia ta quá. Nguyên lai, nhất thủ trấn quan đông, khuân lôi, tuổi tác đã là gần sáu chục, nhưng mà lão khí can vân, hành sự rất là tàn độc, hành độc đoán. Bình sinh cơ hồ đã đắc tội với phân nửa số người trên giang hồ, có thể là nhờ võ công cực cao nên không ai có thể chế ngự được lão. Chỉ nghe khuất bồn lôi phóng lời. Bọn ta thực sự không có làm chuyện mờ ám. Trừ vị đến đều là vì chuyện của U Minh Sơn Trang. Đại gia đây là bởi vì long ngâm bí cấp ở trong trang mà tới. Người nào có một ý định với đại gia. Nếu như quả nhận là không phải đối thủ của đại gia, vậy thì nên cút đi trước. Tránh cho đại gia ta, động thủ phát lạc. Thành ngầm chấn động trên mái ngói nóc điếm, bụi bạo mới trên trần lạ tạ rơi xuống đất. Lúc đó, Mười mấy người đằng sau lưng của thường vô thiên đã có bốn năm người từng bị khuất bồn lôi đánh cho nhừ tử. Cô không dám chọc giận, lèn lén bỏ chạy. Thường vô thiên tính tình bạc béo, nhìn thấy người đó vừa xuất thủ đã giết bốn trong số giang tả ngũ giao, không nghĩ đến phục thù. Trong lòng thầm nhủ mình có tiền có thế, chỉ bằng người dụ người, làm thuộc hạ của mình, tha hồ tác oai tác quái, quái liền cười cười nịnh bợ. Công phu của lão thượng là quả nhân cao minh, thiếu gia của ta Khuất bồn lồi trừng trừng mắt liếc sang, Thường Vô Thiên sợ đến nỗi bất chi bất giác lùi liền vài bước, chỉ nghe khuất bồn lồi gầm lên. Người là một con chó, đại gia không nói chuyện với chó. Đùng một tiếng, đấm ra một quyền. Một quyền đó chỉ chậm chập, đánh ra, cũng không biết là tại sao Thường Vô Thiên lại không thể nào tránh né được. Một quyền đập thẳng vào miệng cô gá, hai cái răng cửa bay văng ra bên ngoài, thêm ba bốn cái theo máu nuốt vào trong bụng. Thường Vô Thiên òa khóc la là làng. Đánh, đánh nó cho ta đánh hắn. Lúc đó đám thực khách ở bên cạnh thường vô thiên có bốn người, tuy là sợ khuất bồn lồi, nhưng vì chén cơm vậy cho nên không dám không tuân lời của thường vô thiên. trong lòng nghĩ lão già này nóng nảy, tuy là lợi hại nhưng mà song quyền nan địch tứ thủ, chỉ bằng nhất tề sông lên để chế ngự lão, vậy cho nên bốn người đồng tâm nhất ý cùng hét lớn một tiếng, chia bốn phía bộc phát sang bên của khuất bồn lôi. bốn người vừa mới bộc phát tới gần vẫn còn chưa xuất thủ, khuất bồn lôi đã cười khà khà đối mặt với đại hán bên đông. <laughs> đánh thiên linh cái người. Đại hán ngẩn người, quyền của khuất bồn lôi đã như là quả chùy đập trên đầu của gá, mất mạng tức thì. Khuất bồn lôi lại xoay sang, đối diện với đại hán hướng nam. Đánh nhân trung huyệt của người. Quyền của đại hán đó mới thỏ ra, nghe đối phương muốn đánh mình, vội vàng thù tay về để ngăn chặn. Nhưng nhân trung huyệt tách một tiếng, đã bị một quyền của khuất bồn lôi đánh trúng. Máu tươi trào phúng, làm sao mà còn mạng được cho được. Khốt bồn lôi lại quay qua đối diện với đại hán thứ ba. Đại hán đó thấy hai người gục chết liền đã ngẩn ngơ, chỉ nghe khuất bồn lôi la lên: đánh bể ngực người ta rồi. Đại hán liền vòng tay thủ trước ngực, nhưng quyền của khốt bồn lôi đã tới đích, chỉ nghe thấy những tiếng lách cách. Đại hán chịu quyền của khuất bồn lôi giữ thăng bằng không được, cả cái tay cũng bị đánh cho nát nghiến. Bùng một tiếng, một quyền đó vẫn là đánh trúng ngực, ói ra một ngụm máu, lập tức tắt hơi. Người thứ tư thấy như vậy đó là đôi tay mềm nhũn lùi chân định chạy, khuất buồn lùi, tới thốt lên. Ta sẽ đánh bụng dưới của ngươi. Đại hán đó là lớn. À, hảo hán, xin lấy khoan dung. Một tiếng động, bụng dưới đã hứng chọn một quyền, bay ra ngoài điếm, cũng không còn nghe thấy hơi thở nữa. Khuất buồn lôi từ lúc đấm từ đầu cho đến bụng dưới, quyền nối quyền, liên tục giết chết bốn người, mặt không đổi sắc. Người bên cạnh thường vô thiên sợ đến mức đã chạy hết sạch, chỉ còn lại một mình thường vô thiền ôm miệng máu ngẩn ngơ cuống cuồng kinh hãi thanh niên chợt đứng dậy nói với thiếu nữ mặc áo màu mè sát tính của người đó quá lớn ta sẽ đi ngăn lại thôi thiếu nữ nắm treo áo của y muốn y ngồi xuống lại dịu dàng khuyên nhủ công tử đừng còn nói đáng chết đi trợ giá cho thường vô thiền làm chuyện bất hợp pháp cũng là điều bốn người đó Cũng không biết đã ô nhục bao nhiêu thiếu phụ thiếu nữ làm thương hại đến bao nhiêu người vô tội hôm nay chúng chết dưới tay của khuất đại gia cũng có thể coi là chết không oan ức chút nào vị thanh niên ồ lên khuất buồn lôi tay mắt cực kỳ tình mẫn nghe thanh niên đó muốn tranh cao hạ với mình lại tán thưởng lòng can đảm của thanh niên phi thường đưa mắt nhìn một đôi nam nữ chưa tỉnh ngộ lại cười cười thốt lên <cười> ta biết là ai rồi ngươi là thiếu trại chủ của nam trại một trong võ lâm tứ đại thế gia danh chấn lừng lấy, ân thừa phong vị này tất là Thái Vân Phi, Nữ Hiệp. Thanh niên vòng tay, không dám không dám. Người đứng thẳng, thân ảnh cao to như ngọc thụ lâm phong, thần uy lẫm liệt. Mọi người ở trong điếm không khỏi khen thầm. Nguyên lai trong võ lâm có thiên hạ tam đại, tam đại đó là thiên hạ đệ nhất bang, Trường Tiếu Bang; thiên hạ đệ nhất trang, khí thí kiếm trang; cùng với thiên hạ đệ nhất cục, Phong Vân Tiêu cục. Trường Tiếu Bang và thí kiếm trang đã là cùng diệt vong từ lâu chỉ còn lại phong vân tiêu cục phong vân tiêu cục dùng túng cho vô số cao thủ nhưng trợ lực lớn nhất chính là võ lâm tứ đại gia bao gồm đông trảo nam đại tây chấn bắc thành ân thừa phong tuy tuổi tác cỡ 21, nhưng lại là tân trại chủ của nam trại thanh niên ân thừa phong ngoại hiệu là cấp điện vậy cho nên hình dung được sự thành mãnh của thần pháp kiếm pháp và chiêu số của y từ nhỏ đã học hành danh cả văn lẫn võ tâm địa một đường chính chắn lại tiềm tu một chữ nhanh thêm vào ngộ tính kỳ tài của y lại chịu khổ học vậy cho nên võ công thành đạt cực kỳ lão trại chủ của nam trại đột nhiên qua đời mà ân thừa phong mới hơn 20, mươi tiêm nhiệm chức trại chủ võ công tài trí không thua kém trại chủ tiền nhiệm chút nào cũng là tuyệt đối không nhún nhường đồng bào trọng bảo thủ tây trấn trấn thủ và bắc thành thành chủ chút nào chỉ là ân thừa phong chuyên tâm tập, tập văn tập võ trước khi tiếp nhiệm chức trại chủ đối với chuyện giang hồ rất là ít lịch duyệt điều đó cũng là có chỗ tốt và chỗ xấu Chỗ tốt là vì như vậy mà y càng chuyên tâm khổ luyện võ công, tinh thông kỳ tuyệt. Chỗ xấu đó là y đối với chuyện phận trong giang hồ, thập phần đều là không biết tới. May là trại chủ tiền nhiệm của nam trại có thể để lại một đứa con côi, nữ nhân đó được võ lâm gọi xưng là Thái Vân Tiên Tử. Võ công được chân truyền của cha, tuy không bằng ân thừa phong nhưng lại giành giọt chuyện giang hồ, thường tiếp đón các cao thủ đến giao tế với cha, lại đọc rất nhiều sách vở, kiến thức thập phần quảng báo, các đại gia là các phái, các môn phái đệ tử cũng là nắm rõ như chỉ tay. Hơn nữa, ân thừa phong là ngưỡng cửa của ngũ cương, trại chủ của tiền nhiệm của tam trại. Từ nhỏ đã kết thành một cặp thành mai trước mã với ngũ Thái Vân, ngây thơ và trong trắng. Sau khi ân thừa phong tiếp nhiệm chức trại chủ, ngũ Thái Vân sóng bước cùng y, không ngừng chỉ dạy y về mọi sự vật ở trong võ lầm. Ân thừa phong vốn nghĩnh, đĩnh ngộ, cũng là có cơ hội chỉ cần nói qua một lần là biết ngay. Ngũ Thái Vân ở trong sạch, thoát tục. Phụ thân của Ngũ Cương có hai đại tuyệt kỹ, một là kiếm pháp, một là khinh công. Ngũ Thái Vân vẫn còn là một cô bé, không dám giết người, vậy cho nên chuyên tâm tiềm tu khinh công, thuật pháp, xuất thần nhập hóa. Vậy cho nên người trong giang hồ còn gọi là Thái Vân Phi, hoặc xưng là Thái Vân Nữ Hiệp. Mọi người nghe nói đôi thanh niên nam nữ đó là Ân Thừa Phong và Thái Vân Phi, không khỏi để lộ ra nhãn quan kinh ngạc, bội phục. Chợt nghe khuất lôi, khuất bồn lôi gầm lên một tiếng tiểu tạp chúng có không mau đi đi thực sự muốn đại gia động thủ với người thường vô thiên sợ đến mức mặt mày tánh mét không còn một hột máu khuất bồn lôi vừa hét lên toàn thân của gã run lẩy bẩy té phịch xuống mặt đất bò càn bò lết ra khỏi cửa khuất bồn lôi vẫn đứng ngay cửa nói lớn chưa về ngay đây khuất bồn lôi ta vì trong lòng ngầm bí cốc của u minh sơn trang mà tới Phạm kẻ nào đồng mưu nhất sự với đại gia ta, hãy mau mau cùng với đại gia quyết đấu một phen thắng phụ. Nếu như không phải thì hãy cho biết rõ ý đồ, họa chẳng có thể đồng hành cùng với đại gia. Còn không nữa thì hãy mau cút ra cho đại, đại gia nhớ. Cùng lúc đó, ba lần liền chấn động bàn nghĩ của mọi người, chén đĩa trên bàn không ngờ là bị áp lực đến đổ vỡ. Ở bàn của sáu vị võ lâm và hào khách chỉ có một đại hán ngửa miệng uống rượu, chén bỗng nhiên bể nát, rượu tràn vào trong miệng lẫn mũi, đập bàn, giận dữ gào thét. Cái lão quỷ kìa, bọn ta là vì long ngâm bí cấp mà tới, người làm gì được bọn ta? Mấy võ lầm hào khách kia cũng là chia nhau đứng dậy, rút bình khí ra. Khuất bồn lồi há miệng cười lớn. <cười> làm gì vậy? Cho bọn ngươi coi đây. Chợ thật, thò tay, rút búa ra. Mọi người nghĩ lão là muốn phóng đến gần động thủ. Không từng được, được khuất bồn lôi chỉ ném ra búa, ra mất tiêu, lại đứng trần chừ ở đó, tịnh không động thủ. Sau đó, sáu võ lâm hào khách ngây người, trượt vút một tiếng, búa từ đằng sau bay tới. Bọn chúng muốn tránh dĩ nhiên là đã không còn kịp, chỉ thấy bàn búa đen nhánh nhấp, nhấp nhoáng. Sau đó, đại hán thỏ tay rời lên trên đầu, thấy mão đội trên đầu đã bị xén mất phân nửa. Khăn cột trên đầu cũng đã bị cắt đứt một đoạn, đầu tóc cũng đã bị gạo cạo mất một mảng. Đại hán đập bàn la hét, Một mày không còn một chút giọt máu. Nguyên lai, gã không chỉ là đơn giản bị cạo mất một mảng tóc, mà là da đầu cũng là dơm dứa máu. Chỉ cần lưỡi búa sạch xuống một chút nữa thôi, một nửa phần nữa thôi, thì gã đã không còn cái mạng này nữa. Nấc cũng là không ra tiếng, mặt mày xám xịt, đứng ngây ngô tại chỗ. Sáu giang hồ hào khách dĩ nhiên là toàn người sông pha giang hồ bao nhiêu năm, tuy thô thiền và tục tần, lại không biết chịu phục khi thua. Sáu người mặt mày lại trận, bại trận xám xịt, liếc nhìn nhau một cái, không nói tiếng nào, nối đuôi nhau bước nhanh đi nhất phủ trấn quan đông khuất bồn lồi cười ra ba tiếng chợt thần quang lấp lóe chừng chừng nhìn bốn kim y tráng hán bốn kim y nhân giờ phút này xem tình hình tâm lý đã hoảng loạn không dám nhìn khuất bồn lôi cúi đầu uống rượu khuất bồn lồi cười Các người già cơm giả điếc làm cái gì không có được đâu tiếp đại gia một chiêu đó mới đáng là hảo hán nói xong bước dài qua đẩy qua một trường một trận đó thế quá chậm chạp bốn kim y nhân đã đề phòng từ sớm vừa thấy đồ khuất bồn lôi tới gần chia nhau nhảy lui. Không tưởng tượng được trưởng binh khí của khuất bồn lôi đi nửa đường, bỗng gia tăng tốc lực, bùng một tiếng, đập vào mặt bàn. Bốn kim y nhân vẫn còn đang đứng gần bàn, ai có thể tưởng tượng được khuất bồn lôi một trường lại đánh lên bàn. Đang ngây người, ngờ đầu bốn chén rượu lớn ở trên bàn chợt bắn ra, bốn người lo tránh né, nhưng cũng đã lậm chính đầy mặt của mình. Hơn nữa trên mặt vẫn còn bị bắn trúng cay cay xót xót, đau đớn vô cùng rượu trên bàn toàn bộ đều bị bắn ra mà bình rượu và chén rượu trên bàn lại không hề bị dạn nứt một chút nào chứng tỏ nội công đã đến mức tùy phát tùy thu tùng khéo như trời thậm chí không cần tưởng đến bộ thế bốn kim y nhân đưa mắt nhìn nhau hồn bay phách tán trong lòng đều biết nếu như khuất bồn lôi dùng nội lực đánh nát chén xứ bắn về phía của mình thì làm sao mà còn mạng đứng đây được đồng loạt thở dài một tiếng một kim y nhân trong vòng tay hướng về phía khuất bồn lôi. Thanh Sơn vẫn sừng sững, Lục Thùy vẫn chản trề. Khuất ra ngày hôm nay ngăn trở mối làm ăn này của Kim Y Bang bọn ta. Huynh đệ bọn ta không có gì để nói. Chỉ mong một ngày tương kiến, ân đền oán trả. Nói xong, một hàng bốn người bước ra khỏi cửa điếm, không quay đầu lại. Thái Vân Phi nói nhỏ với ân thừa phong. Sáu khách võ lâm hồi nãy là sáu đại hán quái dị, tính tình xứng hợp nhau ở tương Bắc. Kết nghĩa làm tương Bắc lục hào. Tuy nhiên, không ưa thói thô tục, nhưng lại rất ít khi trượng thế giúp người cũng là không có ít khi hành vi nghĩa đúng. Sáu người, sáu người đó không thể nào coi là hào được. Bốn vị kim y tiên tuổi này cũng không phải là tầm thường, là bốn phân đà chủ của kim y bang. Bất quá, ngoại trừ trộm nhà cướp quán ra thì cũng không làm chuyện gì đại ác. Xem ra, khuất đại gia này hạ thủ có phần nương tay, không giống như lời giang hồ đồn đại, giết người không chớp mắt. Những lời nói cực kỳ thấp giọng khuất bồn lồi nội lực thâm hậu về cho nên vẫn nghe thấy rõ lại quay sang Thái Vân Phi nhẹn miệng cười. <cười> Tiểu cô nương, đại gia cảm thấy rất là vừa lòng đối với hai miệng một nhà các người. Các người cứ yên tâm, bất quá ta hễ nói ra là đã làm. Nếu như không trên giang hồ này làm sao có uy danh khuất bồn lôi? Cứ nếu tiếp tục một chiêu của ta, nên nhớ lúc tiếp không có nổi, vậy thì ngàn vạn lần đừng có đứng đó cứng đầu mà chịu trận. Nguyên lai khuất bồn lôi được Thái Vân Phi tán dương một hồi, trong lòng trở nên vui vẻ. Đối với hai người đã sinh ra hảo cảm nhưng khuất bồn lồi tính khí lại cố chấp, hễ nói một câu là làm liền. Vậy cho nên, lão khuyên lúc tiếp không nổi thì ngàn vạn lần đừng cứng đầu chịu trận, cũng thực sự là hảo ý khuyên nhủ. Lời khuyên của khuất bồn lôi lại làm cho Thái Vân Phi đỏ hồng cả mặt. Nguyên lại, Thái Vân Phi đã có tình ý với ân thừa phong từ sớm. Ân thừa phong cũng là thập phần thương yêu Thái Vân Phi. Bất quá hai người vẫn còn chưa bàn đến chuyện cưới hỏi. Khuất bồn lồi lại kêu bọn họ là hai miệng một nhà, bọn họ lại rất cao hứng nhưng ngay đến lúc tiếp không nổi thì ngàn vạn lần đừng cứng đầu chịu trận có vẻ như là chọc võ công của mình không ra gì tuy trong lòng của khuất bôn lôi không hề có định ý nhưng bọn họ nghe không lọt tai ân thư phong ngang nhiên thốt vậy thì khuất huynh xin mời cứ ra chiều khuất bôn lôi cười khà khà đột nhiên giang tay bạt thủ ánh đèn thoáng lên thế sấm như chớp nhưng mà không phải là trẻ che về phía ân thư phòng hay thái vân phi mà là một búa chặt ở trên bàn công lực của khuất bôn lôi thực sự không thể nào tưởng tượng được lúc mãnh liệt lại như là lật sông sáo biển, khi âm nhu lại như là gió chuyện mây trôi. một phủ đó lực khí dập nát núi non đặt ở trên bàn, ai ai cũng nghĩ rằng mặt bàn này là tất tàn, không ngờ được mặt bàn đã không hề ngã mà bình rượu chén sứ, nĩa sứ cho đến đũa ở trên bàn đều lách cách bay vù vù về hướng ân thừa phong và thái vân phi. không khác gì hai ba chục cỗ ám khí. lúc đó đại hán khắc chữ phục thù ở trên ngực đều thất kinh toát miệng ra một tiếng a. À hai tay của ân thừa phong trở nên hạ xuống tiếp đón lần lượt hết cả chén đĩa mau chóng đặt lại ở trên bàn thái vân phi lại một tay chụp lấy bình rượu chú tầm rót bốn chén lúc bốn chén đã rót đầy ân thừa phong đã chụp được hết hơn nữa còn trả về vị trí cũ không khác gì ban đầu một ly nào ân thừa phong vừa bày biện ra tại đám chén đĩa đó thái vân phi đã vùng tay áo bốn chén rượu và cả chén rượu lẫn tranh nhau bay về phía khuất bồn lôi chỉ ngay thái vân phi cười thốt <cười> khuất ra, Bọn tôi cũng là xin mời ông một chén Một chén không đủ là phải bốn chén Chén thứ nhất bay tới như làn chớp Bay úp vào mặt của khuất bồn lồi Khi thế thần tốc Nhưng mà chén rượu trong chén này không nghiêng đổ chút nào So với lối phun rượu mà chén không để Không bể hồi nãy của khuất bồn lôi Thì có một chút chỗ giống nhau Nhưng mà lại càng tinh rượu hơn Chỉ nghe khuất bồn lôi cười hà hà một tiếng <laughs> Được Vậy thì ta cạn chén Cũng không tránh né há miệng cắn, không ngờ đã cắn đúng miệng chén, ngửa cổ uống cạn chén thứ nhất, đưa búa ra, ba chén còn lại bình bình ổn ổn, hạ ở trên mặt búa. Khuất buồn lồi uống cạn hết, cười lớn. Tuổi quá nhân còn trẻ, công phu lại giỏi như vậy, thực sự là hơn người, thực sự là hơn người. Nếu như đại gia không có nhượng cho bọn ngươi đồng hành, e rằng cũng không có cách nào đuổi các ngươi đi được. Nói xong lại cười kha kha, lại quay mình. Kỳ thực, Khuất buồn lôi trong lòng đã ngẫm nghĩ rất kinh hãi, mà người trong điểm cũng là âm thầm hoan hồi ở trong tâm. Lưỡi búa của khuất buồn lôi từ lúc vào điểm đã hạ nhục rất nhiều người, nhưng chỉ có ân thừa phong là có thể tiếp đỡ được một búa, thông dòng không tái mặt. Nếu một đối một, hai người khuất ân thắng bại, vẫn còn chưa thể nào dự đoán được. Nhưng ân thừa phong còn có thêm vào đó là Thái Vân Phi, chỉ sự khuất buồn lôi phải thắng ít bại nhiều. Ân thừa phong và Thái Vân Phi, hai người này tuy tuổi còn trẻ và tài bài như vậy mà không hề ngây ngang kiêu ngạo, quần hào ở trong lòng đều cảm thấy kính nể cả hai người. Khuất buồn lội hiện tại là giờ búa chừng mắt về phía tứ tăng. Tứ tăng đồng vẫy chào một người đôi mắt loang loáng nhìn. Quang tinh từ từ đứng dậy nói. Khuất đàn Việt, bọn lão nạp là từ tung sơn tới, là vì bốn tiểu đồ ba năm trước đã thất tung ở U Minh Sơn Trang, vậy cho nên đến đây điều tra. Không phải là vì long ngầm bí cấp mà tới. Khuất đàn Việt, xin đừng có lo. Thiếu lầm tăng nhân không phải là sự khốt buồn lùi, ăn nói ngang tàng thô bạo thì có ít người võ lâm nhịn, nhục bỏ qua. Bất quá, thiếu Lâm tăng nhân là người đã xuất ra. trong tranh cường hiếu thắng đã sớm tiểu tán, vậy cho nên, ngôn ngữ rất nhẹ. Khốt buồn lùi gật đầu. Ừ, không sai, ba năm trước quả là có bốn hòa thượng thiếu lầm thất tùng ở, ở U Minh Trang, đại gia đã thấy đám người xuất ra. vậy cho nên không có nói láo, không phải là bởi vì Long Ngâm bí cấp mà tới, vậy thì chuyện không có liên quan gì đến ta hắn lại quay sang hai đạo sĩ mà bước tới. Hai đạo này cũng là cực kỳ nhẫn nhịn, vốn thấy khuất bồn lồi hùng hằng như vậy cũng đã bực mình lắm rồi, nhưng thấy thiếu lâm tứ tăng, tranh né mà không hề đánh trả, cả hai cũng liếc nhau, một đạo nhân lên tiếng. Khuất thế chỗ, hai người bần đạo là vì võ đang tam tử, ba năm trước mất tích trong u minh sơn trang mà tới, cũng là không hề muốn tranh giành long ngầm bí cấp với thí chủ không nên liên quan cái gì hết. Khuất bồn lồi nhìn lên nhìn xuống, Võ đang là danh môn tránh phái, tin rằng đám đệ tử đều biết điều, không nói láo. Đã không liên quan đến lòng ngâm bí cấp, vậy thì dĩ nhìn đại gia đi đường cái, quản của đại gia. Cái đám tạp nham thì đi độc mộc kiều của đám tạp nham vậy. Hết tập 3. Nếu như các bạn quan tâm đến chuyện cũng như là muốn đăng ký với kênh thì đừng quên ấn subscribe kênh của Annie cũng như là nhận thông báo của kênh nhé và chuyện này thì chắc chắn là mình sẽ đăng hai ngày một tập cùng với chuyện thiên tài nhi tử và mẫu thân phúc hắc thì mong rằng các bạn sẽ ủng hộ bộ chuyện này bởi vì chuyện này là một trong những chuyện mà mình thích nhất và cảm ơn các bạn đã lắng nghe cũng như là chờ đợi Annie đi rất lâu về bộ chuyện này bây giờ thì tạm biệt hẹn gặp lại trong những tập sau